Xin chào tất cả mọi người, mình là Giang Tiến Anh và hôm nay mình sẽ trình bày một bài thơ do mình sáng tác để nói về 18 phẩm đức của một con người thành công, hạnh phúc. Chủ động tìm kiếm gian nan, bao nhiêu thách thức sẵn sàng vượt qua, lơ là làm hỏng việc nhà, tập trung là nhất để mà vươn lên, chăm chỉ phải có cạnh bên, càng nhiều kỷ luật càng bền sức ta, kiên trì bám đuổi thành công, trách nhiệm phải có để không mất lòng, trung thành là thứ sếp mong, phấn đấu học hỏi để không mất đà. Để hoàn thiện chính bản thân, thành công chưa đủ phải cần vui tươi, hạnh phúc để góp cho đời thêm nhiều tươi đẹp, mọi người hân hoan. Soi mói tính toán làm gì, bao dung thiên hạ không vì bản thân, chân thành là thứ ta cần, lạc quan hài hước thêm phần ấm no, đam mê cho bỏ tuổi đời, không để hoài phí một thời trẻ trung. Lịch thiệp tinh tế đến cùng, khiêm cung nhã nhặn về chung một nhà, không vì xích mích xấu xa mà quên thấu hiểu cho ta thêm buồn. Yếu đuối là thứ phải buông cho đời tươi đẹp, không vương nỗi sầu. Sau đây mình xin kết thúc bài thơ của mình. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.